Cách đây hơn một năm thì dòng chip laptop của Apple, những hệ máy như là MacBook Pro này hoặc là MacBook Air thì chạy trên nền tảng ARM với dòng chip mang tên là M1 thì đã làm gây xôn xao cho cộng đồng công nghệ nói chung với cái khả năng xử lý cũng như là về độ tiết kiệm năng lượng khá là lớn. Cho đến tháng 10 năm nay thì Apple cũng đã cho ra mắt một bộ vi xử lý mới mang tên là M1 Pro và M1 Max. Thì đây là một cái nâng cấp cơ bản cũng như là nâng cao hơn so với M1 năm ngoái. Thì điều này sẽ khiến cho các hãng sản xuất chip điện thoại nói chung hoặc là chip máy tính nói riêng á, như là Intel hoặc là AMD sẽ không thể nào mà ngồi yên được. Thì vậy khi mà sự cạnh tranh được tăng cao lên thì người dùng sẽ được lợi gì? Hãy cùng mình khám phá trong 2 News Special tuần này nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại sức mạnh một loạt con chip M1 từ năm ngoái cho đến năm nay. Con chip M1 ra mắt vào tháng 10 năm 2020 của Apple được chế tạo trên tiến trình là 5 nanomet mới nhất, được trang bị tới 16 tỷ bóng bán dẫn nè, mang đến hiệu suất CPU nhanh hơn gấp 3,5 lần, hiệu suất GPU nhanh hơn 6 lần và đồng thời là cho phép thời lượng pin dài hơn tới 2 lần so với máy MacBook thế hệ trước. Và thời điểm đó thì Apple M1 vẫn được đánh giá là chipset mạnh mẽ và hiệu quả nhất mà Apple từng được sản xuất. Còn năm nay thì ở sự kiện ngày 20 tháng 10 vừa qua thì con chip M1 Pro thậm chí là được Apple khẳng định là có hiệu năng CPU tốt hơn 70% và hiệu suất đồ họa cao gấp đôi so với M1 năm ngoái. Dòng chip mới này cũng hỗ trợ tới 32GB, cao hơn mức 16GB trên M1. Bản thân GPU trên M1 Pro cũng cho lại một cái hiệu năng cao gấp đôi M1, đồng thời thì nó cũng sẽ tiết kiệm điện hơn. Tuy nhiên thì chùm cuối của loạt chip M1 phải là M1 Max với hiệu suất GPU gấp 4 lần M1 và hỗ trợ lên tới là 64GB. Với kết quả Geekbench mới nhất thì chip M1 Max cũng chỉ thua kém so với chip Xenon 16 cho tới 24 loại cao cấp nhất của Intel mà thôi. Một điều ấn tượng tiếp theo đó chính là khả năng tiết kiệm năng lượng của bộ đôi chip M1 Pro và M1 Max. Theo Apple thì MacBook Pro 14 inch có thể phát video liên tục trong vòng là 17 giờ, trong khi bản 16 inch sẽ là 21 giờ. Với sự ra đời của dòng chip mà do chính mình tạo ra thì Apple muốn làm chủ loại công nghệ. Qua đó thì giúp cho Apple có thể hoàn thiện hơn về hệ sinh thái của mình. Thì đối với Apple fan nói chung cũng như là những người yêu thích các sản phẩm của Apple nói riêng, đây cũng là một cái lý do tuyệt vời để cho người dùng có thể chọn lựa các sản phẩm mà sử dụng chip M1 nói chung thay vì là con chip Intel. Bằng chứng là doanh số bán các sản phẩm có thiết bị sử dụng chip M1 của Apple nói chung á thì đã được tăng và đều tăng từ quý 4 năm ngoái cho đến năm nay. Cụ thể thì doanh số của máy Mac đã tăng tới 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái là năm 2019. Thì phần của Apple cũng đã mở rộng từ 7,3% cho tới là 8,7% trong cuối năm ngoái. Theo trang MacRumor thì CEO Tim Cook cho biết là số lượng máy Mac được bán ra chạy chip M1 như là MacBook Air nè, MacBook Pro hoặc là Mac Mini bán ra vượt cả số lượng so với cái máy Mac mà chạy con chip Intel. Apple cũng đã từng tuyên bố rằng là trong vòng 2 năm tới thì đa số tất cả các thiết bị nói chung của hãng này sẽ được chuyển đổi sang việc trang bị chip ARM nhà làm. Thế nhưng mà niềm vui của Apple thì lại là nỗi buồn của Intel. Khi mà sau hàng chục năm Intel cung cấp chip của mình cho Apple thì giờ đây hãng cũng đã mất đi một lượng lớn khách hàng tiềm năng sử dụng chip của mình. Kể từ đó thì doanh số của Intel cũng bị giảm đi một cách đáng kể trong thời gian tới. Nhưng mà với người dùng thì đây không phải là một tin quá là buồn đâu. Đây sẽ là một tin vui khi mà các hãng chip như là Intel hoặc là AMD sẽ không phải là cạnh tranh trực tiếp với nhau nữa, mà chúng ta sẽ còn có thêm một đối thủ mới, đó là Apple. Trước tiên thì nó sẽ khiến cho các sản phẩm MacBook mà chạy con chip Intel thì nó sẽ giảm giá thành xuống, đặc biệt là những các MacBook cũ. Thì điều này sẽ giúp cho người dùng, một bộ phận người dùng mà không có hậu bao quá là dư giả vẫn có thể sử dụng một chiếc MacBook. Tiếp đó thì nó cũng sẽ là một cái động lực giúp cho cái nhà sản xuất chip tung ra nhiều công nghệ mới trên sản phẩm mới hơn. Đi kèm với đó thì chúng ta sẽ có nhiều gọi là ưu đãi giảm giá thành xuống, kể cả là phân khúc cao cấp. Rồi, và đó là tất cả những suy nghĩ của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ là MacBook Pro 2021 mới sẽ đem lại những cái ảnh hưởng tích cực đến cho thị trường laptop của Việt Nam hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Di Động nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Oppo mới cho ra mắt Oppo A55 4G, chiếc smartphone giá rẻ tầm trung, có thiết kế đẹp mắt, cấu hình khá ổn, cụm camera chất lượng và dung lượng pin ấn tượng.
mang đến một trải nghiệm thú vị vừa túi tiền cho người tiêu dùng. Nhanh tay xem ngay trên website Thế Giới Di Động để biết thêm thông tin chi tiết các bạn nhé. Những ngày giãn cách đã dần kết thúc, cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại. Sau bao ngày đôi chân phải cách ly với đường chạy, hãy cùng Thế Giới Di Động và Galaxy Watch 4 Series tham gia ngay cuộc thi chạy bộ trực tuyến Run for Future 2021. Hiểu rõ chính mình, sống đỉnh toàn diện. Thông tin chi tiết xem tại đường link bên dưới. Nhân dịp 20 tháng 10 ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, hãy dành tặng những chiếc đồng hồ cực chất cho người phụ nữ thân yêu. Thế Giới Di Động giảm 30% trên tất cả các sản phẩm, giảm tiếp 10% khi mua sản phẩm thứ hai. Chương trình diễn ra từ ngày 10 tới 31 tháng 10. Nhanh tay mua ngay các bạn nhé. Và phân khúc cao cấp đi chăng nữa. Kể lại. Nói lại nha. 3, 2, 1, vô.